Hello, mấy chị. Mẹ hôm nay lộn bay mấy chị ơi. Mấy chị vô lại bên em nha, bên đây nha. Alo, chị kia. Hello mấy chị, hôm nay em lên mẫu xin sale mấy chị giá 90 nha. Quần chính tất sale 90.000. Chị nào vô sớm thì hốt trước nha. Quần sale giá 90.000. Em có một con mã L92. L92 nè mấy chị. Chị nào là trùng size với mình thì lấy liền con này nha. Giá sale là 90.000. Quần jean chính tất sale 90.000. Xin coi giảng nha mấy chị. Đây mấy chị vô nhanh hốt sale đi mấy chị ơi. 90.000. Mã 07L92. Giá sale của quần này là 90.000 nha mấy chị. Quần sale giá 90.000. Đây. Jean này là jean coi giảng màu xanh đậm nha mấy chị, rất là dễ mặc, dễ phối đồ nha. Cách nhẹ nha chị, cách nhẹ hai bên đùi. Jean chính tất sale 90.000. L92. Thêm một con L92 mã 06. Mẫu khác nha mấy chị. L92 06. Đúng rồi. Đây mấy chị mã 06 L92. Mã 06 L92. Đây ạ. Chị nào L92 thì hốt con này cho em nhé. Mã 07. Dạ chị Huyền Quách, đem luôn mã 07. Mã 07 L92. Chị lấy con mã luôn chị, mã 06 L92 luôn, xe 90.000 nha chị. Size 36 mặc được không? À. Chị tiếp lên thôi, chị cho em xin cân nặng với lại chiều cao của mình để em lấy size mình nha. Rồi. Dạ. Dạ, em chốt cho chị Huyền Quách nha. 90.000 nha mấy chị. Quần sale chính tất 90.000 thôi mấy chị, mau mau vô chốt liền nha. Quần rất là đẹp luôn nha mấy chị, mua để dành mặt Tết luôn mấy chị. Giá 90.000. Jean nè. Xanh quá hả chị? Em mở đèn. Đây là để em đổi đèn mấy chị nha. Dạ. Đây quần jean chính tất giá 90.000 mấy chị ơi, mấy chị hốt liền nha. Đây. Có size 100 tí không? Dạ có chị. Thì đợi mấy xíu nha. Chị Tuyết Linh là 1m63 85 kg. Úp ơi, chị Tuyết Linh 1m63 85 kg, mặc eo bao nhiêu? Như là bà không? À 1m63 nặng 85 kg. 105. Dạ eo 105. Rồi chị đợi một xíu nha, em kiếm em 105 cho chị Tuyết Linh nha. Rồi con này là L92, chị nào thích thì chốt liền con này. Sale 90.000 thôi nha mấy chị. Rất là đẹp luôn, quần chính tất. Không có gắt nha mấy chị. Cái này là hạ tiểu thôi chứ không gắt nha. Cái chị hai cái L72 kg. Chị Kim Đoan. Chị Kim Đoan đợi thêm chút xíu nha. Ti ơi cho chị hai cái 72 kg eo mấy vậy Ti biết không? Cái gì? Eo 72 kg cao nhiêu? Chị Kim Đoan ơi, chị cho em xin chiều cao nha chị. Để em lấy size cho mình. Bây giờ bán mấy chục cái hả? Dạ, có luôn. Để em kiếm cái eo 105 cho chị Tuyết Linh nha. Để em biết xíu. Ờ, có 100 kg của cô Ba nha. Dạ, L95 là khoảng, chị Châu Trang, L95 là khoảng cỡ dưới 75 kg chị Châu Trang. L95 là khoảng cỡ dưới 75 kg chị Châu Trang ơi. Châu Trang cao nhiêu? Em có L96 nhiều lắm chị Sung Sung. Đây chị, em có con L95 nè. L95 mã 01, L95. Giá xe là 90.000. Còn anh ơi, nếu mà em mặc thì còn cỡ L95 á. Đây ạ. Là chị hai cái 72 kg.
lấy. Ủa chị gì, chị Minh Kim Đoàn kêu lấy chị hai cái 72 kg là lấy gì? Là chưa có ai không mà. Chị Minh Kim Đoàn lấy cái nào vậy? Cô Ba lấy chị con em 100 kg quần dài phải không? Dạ ok chị cô Ba. Đây là mấy chị. Tôi có con ông 01 eo 95 theo 90.000. Chị lấy con này thì chốt cho em là mã 01 nha chị. Quần dài không đó. Mã 01. Dạ quần này ra đang sale là 90.000 nha mấy chị, quần chính tất. Quần chính tấm mà vải coi giãn đẹp lắm, tại vì còn mấy cái này nữa. Em về cái lô này bị lỗ á. Đây, dạ, em kim chốt 01 cho chị Kim Loan. Bùi Thị Ngọc Trinh nếu mà lấy con này á, chị Minh Kim Đoàn lấy 4 cái đi chị. Đây mấy chị, em có con 95 nữa, eo 95 nữa mấy chị. Eo 95 với 75 tí á. Mã 02 eo 95. Chị Trinh lấy con size 36 đi. Con này hàng xưởng. Mã 02 eo 95. Đây mấy chị. Quần rin này cái lưng nó cũng co giãn chị sung sung ơi. Đây ạ, quần rin co giãn với mấy chị, để em kéo với chị như rõ nha. Khung đây là quần mã 02 eo 95. Mã 02 eo 95, chị nào chốt cho em thì ghi em là mã 02. Mã 02 với mấy chị. Mấy con quần này size 60 đến 75 kg à. 60 đến 75 kg nha, mấy mã này chị Thao Nguyễn mà không vừa, mã 02 eo 95 của chị Bùi Thị Ngọc Trinh nè con. Bùi Thị Ngọc Trinh 90.000 nè. Dạ mã 03 eo 86. Mã 03 eo 86 mấy chị. Giá sale là 90.000. Con này là size 34 nè. Con này size 34 là khoảng cỡ khoảng cỡ 65 67 kg đó, cái con mã 03 này nè. Hello. Dạ. Để em lựa cho chị cô Ba hai con nha. Em lựa chị cô Ba hai con. Chị biết sao màn hình nó bị xanh không? Sao vậy, sao chuối xuống vậy? Em bị rớt không? Đây ạ. À. Dạ do cái ai? Biết sao do cái kính ở trước nhà em nó xanh, nó chiếu vô, kéo bớt một cái rem lại đi. Đây ạ, à, có cái mã 03 eo 86, chị nào đúng số eo mình thì comment với em là mã 03 nha. Giá sale là 90.000. Chị Sung Sung lấy hai con size 36 đi. Ừ. Có 90.000 rồi nha. Cái mã quần này có 90.000 cho nên mấy chị tranh thủ đây nha. Đây 90.000. Giá xe duy nhất ngày hôm nay mấy chị ơi. Cái này size này chị Phương Trinh không vừa. Nếu chị Phương Trinh phải mặc hàng chính quy là 220. Size này chị Phương Trinh không có vừa. Đây ạ. Sao em để điện thoại xuống nọc. Bà đã biết người ta để trả lời á. Dạ. Cái này chị Phương Trinh không vừa. Đây em nghe cùng cái mã 86. Con quần này mà eo 120 á đi. Lấy xuống đây cho chị. Hai con. Eo 86 chị thì chốt liền cho con này nha. 115 hay 120. Theo 90.000 mấy chị. Rồi em lên một con nữa. Con mã 04 eo 92. 04 eo 92. Đây mấy chị, em có con mã 04 eo 92 sale là 90.000 nha. Mã 04 eo 92 nha mấy cô. Mấy cô ơi, mã 04 eo 92 nha. Ủa chị Minh Kim này chốt mã đúng rồi đó Hưng, có mã 01 đó chưa, chị comment 01. Đây là mã 04 eo 92, giá sale 90.000 thôi nha mấy chị ơi. Mã 01 mã 04 eo 92. Dạ chị Thao Nguyễn, chị lấy con này thì comment cho em là mã 04 nha. Eo em là eo 92 đó chị. Mã 04 eo 92, giá sale là 90.000. Mã 04 em 92. Rồi em lên mã 05 eo 90. Mã 05 eo 90. Mã 05 eo 90 mấy chị. Mã 05 eo 90. Jean này là jean coi giãn nha mấy chị. Quần chín tất, nhìn rất là trẻ trung nha mấy chị. Phối áo thun ba lỗ hoặc là áo thun nha mấy chị, áo thun có tay đều đẹp nha. Để dành mặt tốt đi mấy chị, sale 90.000 thôi. 90.000 mà vải đẹp lắm mấy chị. Chị hai quần 30. 30. Hai quần 30 rồi xong. Hơn chị là em để lại hai con quần size 30 nha. 30 nam đúng không? 30 nam ha em hơn, em để lại chị nè. Ngay cầu thang á ti. Ngay cầu thang chị để một chồng quần 30 thấy không? Mã lấy hai con rồi nè. Eo 90, 90.000 thôi mấy chị ơi, mấy chị vô mua liền nha.
đúng số size mình thì mua liền nha mấy chị, để không còn hàng nữa mấy chị ơi. Mã 05 eo 90 tim chín đất nè chị. Nè đưa hai cái quần size 30 còn lại duy nhất cho chị, cho chị gì đó em. Đây là chị Trang Nguyễn ơi. Chị Trang ơi, chị Trang Nguyễn size 30 là đẹp ha. Đây ạ. Hồi nãy Bùi Thị Ngọc Trinh lấy gì ạ? 83kg mặc cái quần size 90.000 không có được nha chị Thùy Dung. Rồi, đây. Hồi nãy có đưa cái quần của Bùi Thị Ngọc Trinh đâu coi. Không coi thử dưới đó còn con nào 36 không được. 05 eo 90 của Nguyễn Thảo rồi. 35. Con này 36 mới chốt được rồi. 34. À, em nói với chị Trang ha, quần này 200.000 con mà đỉnh lắm. Đâu hai quần đó đâu. Hai quần nam đâu ạ? Đây hai quần nam đi. Nè còn đúng hai cái, chỉ còn màu xanh đen thôi nha. Màu này em để lại có con, em trả kho hết rồi. Nè của chị Trang đây chị, một quần nam màu quần xanh đen. Chỉ còn size 30 thôi. Size 30. Đây. Coi cái viền ở sau lưng đẹp lắm. Mấy chị nhìn cái viền nè. Chỉ vàng nổi mấy chị nha, nước là đẹp luôn cái phơm. Còn sao em chốt hàng cho Nguyên Thảo gì đó đi, 05 eo 90 kìa. Đây nè. 05 eo 90. Dạ. Nè, 05 eo 90 của Nguyên Thảo nè. Cái đó của ai rồi con? Dạ Trang Nguyên. Nhanh đây con. 200.000. Dạ, đây em qua. Hai quần nam nữa. Hai quần nam của Trang Nguyễn. Sao lộn đó. Hai quần nam. Quần này quần nữ mã 05 của con, của chị Nguyên, con đọc comment đi bé. Con đọc comment đi của chị gì đó lấy 05 eo 90 của Nguyên Thảo Tây phụ cho anh Quỳnh đấy Tây. Nguyên Thảo nè, 90.000 nè. Rồi còn quần đi đưa cho Trang Nguyên luôn 200. Rồi đây Trang Nguyên 200. Quần nam nè con. Bỏ qua một bên đi bé. Cái lồng xuống xử lý đi coi. Quần của Tây dai à Tây. Nguyên Thảo. Rồi Nguyên Thảo 3525 đồng á. Rồi mấy chị đợi tí xíu nha. Em lên mẫu sale xong rồi em lên mẫu mới mấy chị nha. Sale 90.000 nha mấy chị. Đây rồi con kiếm mấy cái quần size 34 mà. Size 34 đây. Rồi 34 này hỏi chị Hiếu Lê có lấy không nè. Chị em có size 34 nè chị. Chị Hiếu Lê có lấy thì là chốt cho em nha. Cái này là mã 06 eo 92. Em trả hàng hết rồi chị Trang ơi. Em mới đóng bao tải em trả luôn. Anh Phước chở đi liền giờ. Đóng rồi đóng hàng em không vui nè. Đây. Chị Hiếu Nguyễn ơi chị có lấy con này cho chị comment trên là mã 06 nha. Chị Phương Nguyễn Mai có lấy không? Em lấy cho chị Phương Nguyễn Mai con đen em để dành cho thằng em ruột em á. 34. Đây à. Con 3, em 3, có mã 34 thì có hai màu nha chị em. Màu xanh nhạt chứ xanh đậm. Giá 90.000 thôi chị. Không chị, size 34 là khoảng cỡ 67kg cho chị Hiếu Lê. Size 34 quần này chị. Size 34 quần này là khoảng cỡ là 67kg, 68kg thôi nha chị Hiếu Lê. Có lấy thì lấy. Đây em có hai màu eo 92 chị Hiếu Lê luôn nha. Màu xanh đậm. Em nói với chị thì vô một lần này nữa là lần thứ tư nha. Đây. Là cái quần 90.000 này không có size 83kg. Đây, có size từ 75kg trở xuống thôi. Em nói đây là lần thứ tư luôn đó chị Dung. Chị Dung để ý với em nha. Chị Hiếu Lê, chị lấy hai con này thì comment cho em nha. Là mã 06. Chị Hiếu Lê lấy đúng 34 cho em. Lấy xanh đậm của Hiếu Lê nè. Đưa cho bé tới luôn. Xanh đậm của Hiếu Lê 90.000. Chị lấy con này luôn, con này 9L 92 luôn nè chị. Tuyến ơi, cái quần này á, nó bị nhỏ size á Tuyến. Bình thường em mặc 33 thì con này em phải mặc 35. Bình thường em mặc 33 là con này Tuyến phải mặc 35 nói thiệt. Tại vì còn mấy con này bán cho hết. Đây em nha. Có con size 35 là chị Kim Tiến ơi. Giá 90.000 màu xanh đậm. 90.000 là chị. Đó kiếm hai con 35 cho chị Tiến ha. Dạ nhiêu chị vậy? Gì con? Hiện giờ em có con 36 size 36 và khoảng 75 76 kg là chị Xuân Xuân lấy. Đây em có 36 mấy chị. Thì 36. Con này màu xanh đậm giá sale là 90.000 nha mấy chị. Đây mã 36. Nè 36 là khoảng 75 kg có hai con nè. Dạ có hai con nha mấy chị. Một xanh đậm, một xanh nhạt, giá 90.000. Eo 92. 36 không? Dạ 36. Này 34. Thôi thôi em đi. Này 35. Rồi hai cái 35 này chị Bùi Thị Kim Tiến có lấy cho nè, lấy chốt hai con này cho Bùi Thị Kim Tiến á. Tại vì con này bị nhỏ size cho nên em may nguyên cái lô rin này nó bị nhỏ size em mới bán sale cho mấy chị nè. Rồi chốt hai con 35 cho Bùi Thị Kim Tiến. Rồi chốt đưa con. Đây à, Bùi Thị Kim Tiến. Không, cái nó lấy quần rin nam đâu cho đâu ta. Bùi Thị Kim Tiến. Nè quần rin nam nè, còn con à. Nè quần rin à, con này size 31 nè chị. Chị Trang ơi em còn con size 31 đen nè nam nè chị lấy không? Ê chị còn size 31. 31 đen nam nè chị Trang Nguyễn ơi. 34.
đó đó 31 nó còn cái bơ 31. Còn nếu mà chị lấy con 34 thì em nhường cái của em cho chị. Đây là mấy chị đen đen nam nha, rất là đẹp. Còn cái bút nào không? Bây giờ còn 34 à, bây giờ còn hai con 34 với hai con 35 á chị Minh Kim Đoàn chị à, hai con 34 với hai con 36 chị Minh Kim Đoàn 70 mấy ký, 72, 73 ký mặc 36 được nè. Chị Đoàn lấy đi, chị về chị coi cái vải của nó chị mê, em nói thiệt mà. Chị Đoàn lấy hai, ừ 90, chị Đoàn lấy hai con 36 đi chứ bỏ uổng chị Đoàn ơi, chứ không dễ gì, không dễ gì có quần jean mà giá dày đâu nha mấy chị. Hết rồi chị ơi, còn hai con duy nhất, còn hai con duy nhất á, nói thiệt lấy đi chứ về mấy chị mai mốt đi kiếm một con quần này nè, một con của chị Minh Kim Đoàn, em nói thiệt chị Đoàn á, Minh Kim Đoàn, hai con của chị Minh Kim Đoàn này, mấy mốt đi kiếm quần này 90 ngàn đó, mua một con này mua một con kia bằng ba con này mấy chị, rồi đó nhanh gọn không. Rồi bây giờ em lên quần mới với mấy chị nha, đây quần mới yêu 92 90 ngàn luôn hả? Dạ 90 ngàn luôn á. Em lên con mới nè. Ủa con này là con sale mà chị ơi, em còn con sale nè, eo 92 mã 08 eo 92, chị nào thích thì chốt liền luôn cho em nha. Còn con cuối cùng eo 92 giá 90 ngàn à. Chị em hai cái đắt 34 đi chị. Còn hai cái 34 nè đây kiểm tra thì phải còn hai cái 34 không, mở ra kiểm tra thì phải còn hai cái 34 không, thì có khi của ai vậy. Rồi anh Nguyễn đợi xuống kiểm tra nhà 34. Tây tây xuống mở cái bao bỏ vô cái quần nam bị lỗi rồi tây. Bè ráng mở con kia ra. Này 36. Bây giờ kiểm tra lại hai con kiểm tra lại con đó thử sai nhiêu bé. 36. Đây 34 đúng rồi. Hai con. Hai con 34 của đúng rồi. Là của chị Hạnh Nguyễn. À, rồi chốt của chị Hạnh Nguyễn đi. Rồi em chốt chị Hạnh Nguyễn hai con 34 nha. Rồi 90 ngàn hả? Rồi có sọt trắng mà xoay bự lắm chị, cà rông rưng ơi, cà so rưng ơi. Rồi em lên quần sọt mấy chị nè, hôm nay quần sọt đẹp mấy chị. Đây là mấy chị, em lên cái quần sọt mã nè, mã 201 eo 113. Cái quần sọt bên em á là giá 140 nha mấy chị. Chị cô ba còn ở đây không? Chị cô ba ơi, còn ở đây không? Chị cô ba ơi. Dạ quần đó có 90 ngàn à chị, nhưng mà giờ còn đúng một con. Quần 90 ngàn bây giờ còn đúng một con khoảng cỡ 71 đến 75 ký thôi. Rồi, ngủ đi nè. Dạ rồi. Mấy chị ơi mua con này mấy chị. Đúng số eo của mình á thì chốt giùm em nha. Mã 201 eo 113. Đẹp mấy chị. Mã 201 eo 113, chị nào xích thì chốt em là mã 201 nha mấy chị. Giá là 140. Rồi em lên tiếp rồi. Em đo. Bao nhiêu một? Dạ là 140 nha chị My Trần ơi, quần sọt là 140. À, 114. Mấy chị ơi, kêu mã là 114 nha. Eo 114 đó mấy chị. Xong kiếm thêm kiếm quần của mình là 140 nha. Còn quần là 140. Quần sọt là 140 á. Eo là 114. Quần sọt trắng. Quần sọt trắng lấy gì thì. Quần sọt trắng coi lớn không mà chị, sao lưng này mới có 7 mấy ký rồi. Nếu đó không làm mới có 7 mấy ký rồi. Dạ. Quần sọt trắng coi lớn. Có quần dài lớn á, tay quần dài được không chị coi lưng. Đây cái quần sọt này đẹp đúng lắm nha mấy chị, rất là bụi nha. Bé lùn có cái kia bị lại có cái bia Cucuba gì đó, 200. Cucuba gì 100 ký á. 212 mã. Mã 212 eo 110. Chị nào thích thì chốt cho em cái mã là 212 nha. Em này là 110 nha mấy chị. Chị Thùy Dung ơi, chị lấy quần Việt Nam xuất khẩu đi chị Dung. Hay à. Cái màu rất là đẹp nha mấy chị. Nhìn rất là bụi và thời trang hiện đại nha. Eo 110 đúng số eo của mình thì chốt cho em nha. 200 mã 212 eo 110 giá là 140. Hả? Chốt đâu? Thì chốt ở trong em nãy giờ comment á. Rồi. Cô ba quần dài nha. Em lên xem kẻ quần dài quần sọt mấy chị nha. Cái này là con thấy chưa? Còn cái chồng này là đó. Ok. Con thấy chưa cô ba chồng á.
có hai con gái để tí lựa đi một con. Nó là Bùi Thị Ngọc Trinh được mấy cái rồi chị? Chắc ba cái chị Trinh ơi. Rồi em lên một con nữa mấy chị, em lên con dài cho mấy chị nha. Cái quần này đứt là đẹp luôn mấy chị, hốt liền cho em cái màu xanh đậm. Con màu lui ra sau đi. Đây ạ. À. Màu jean xanh đậm. Không đắt nha mấy chị, phơm là phơm ôm. Rồi đếm đo. Đếm đo em số cho mấy chị nha. Mấy chị cần quần gì, quần dài, quần sọt hay chân váy gì thì comment cho em biết để em lên cho mấy chị nha. Thêm cái này của cô ba nè con. Eo 88 nha mấy chị. 200. Eo 88 quần dài giá 200.000. Eo 88. Đưa chị con gái. Nghe mấy chị. Eo 88. Đủ rồi đừng lượng. Chị nhớ thì chốt cho em mã quần dài eo 88 nha. Chị Trinh về mặc mấy con quần 90.000 này đã. Eo 88. Rồi em lên một con quần dài nữa nè. Trời quần này xuất sắc mấy chị ơi. Xuất tí cho quần đó đi nè. Quần này 85kg. Quần này là 85kg nha mấy chị. 85 đến 90, 83kg đến 90kg. 83 đến 90kg. Đây mấy chị, đây là lượt like của Bích Tiên nha. Chuột Bích Tiên rất là dễ thương nha mấy chị. Chị nào mà đúng số eo của mình á, đúng số ký thì mua con này liền. Rất là trẻ trung mà đẹp nha. Màu là tinh sáng, dễ phối đồ. Quần dài của em giá 200.000. Rất là đụng má thì tao đi nấu nước cho ông nội cháo cái tao quên luôn. Đó ba quần trắng sau lưng là ai lấy. Đây ạ. Quần dài giá 200.000. Rồi em qua nha. Rồi em lên một con quần dài tiếp tục mấy chị. Quần dài. Quần dài màu xanh, xanh đậm.
Cái đó dễ mặc lắm chị Phương. Đây ạ. À, quần đen này là eo 104 hả? 90-95kg. Con vô dạ. Chị luôn. Em qua. Con vô với chị. Nè, hả nè. Mã này là mã 22, mã 22 eo 96 ạ. Mã 22 eo 96, chị nào eo 96 thì hốt con này nha. Con này mình cũng chị. Mã y xin coi giãn nha. Mã 22 eo 96. Mấy chị nào thích á thì chốt vô là mã 22 ạ. Thích cái mã giống sư tử không? Tôi đi không chị yên. To lên áo len, không tôi đi không. À hình như ngày mai về tới 1000 áo á. Dạ ngày mai em về 1000 áo. Có là em like liền nha. Chị Như Ánh Dương ngày mai gì nhớ canh like nha chị. Ngày mai học ngày mốt không biết nè, cửa khẩu nó đang về tới nơi á. Dạ ngày mai học ngày mốt. Rồi. Mã 22 eo 96 ạ. Mã 22 eo 96. Chị nào thích thì chốt liền cho em thì cái này nha. Mã 22 ạ. Mã 25 eo 94. Mẹ mua lộn. Mã 25 eo 94. Trời ơi lèo lưỡi luôn chị ơi. Đọc số viết lèo lưỡi. Mã 25 eo 94 ạ. Mã 25 eo 94. Đây ạ. Cái form nó không quá ngắn đâu mấy chị. Nó lỡ lỡ quần sọt nó lịch sự và đẹp nha. Khi mình tim coi giãn đó. Mấy chị mua mấy cái này nè, ví dụ như cuối tuần mà có khách cưới, mấy chị không có mặc quần dài mình hay mặc quần sọt với lại áo thun thì cũng rất là đẹp nha. Đây là mặc nhà cũng được mấy chị. Giá là 140 thôi. 140.000. Mã này là mã 25 eo 94. Chị nào thích thì comment mã 25 giúp em nha. Mã 25 eo 94 ạ. Rồi. Em lên tiếp nha, lên tiếp khoảng chục con nữa đậm nghỉ ha. Mã này là mã 24 eo 102. Mã này là mã xịn nha mấy chị. Zin rất là mềm luôn, zin mềm lắm. Zin mình giống như zin kaki vậy mấy chị, nhưng mà là zin nha, zin co giãn. Đang có túi hai túi quần nha. Zin là zin co giãn nhưng mà kiểu giống như giả kaki giống chị nên nó hả, zin rất là mềm. Co giãn nha mấy chị. Xanh. Mã này mã 24 eo 102. Mã 24 eo 102. Mã 24 eo 102. Giá sọt là 140. Mã 27 eo 120. Mã 27 eo 120. Eo chị nào 120 thì hốt con này màu đen nha mấy chị. Mặc mã màu đen thì nó ấm. Dạ em chốt chị mã Cao Kim Phượng mã 24 nha. Đây mấy chị ơi, cái này là cái mã 27E120. Mã 27E120 ạ. Chị nào mà hở mà có cái mông to con mua con này nha chị. Màu đen á, nhìn ôm rất là gọn nha. Gọn người á. Mua màu đen dễ phối mấy chị. Mã 27E120. E120 nha. Mua jean đen đi mấy chị, để Tết kiếm không ra. Đây ạ, sọt 140 ạ. Sọt giá 140.000 thôi mấy chị. Chị nào thích á, mã này là chị comment là mã 27. Eo này là eo 104. Eo 120 mấy chị. Eo 120 ạ. Quần đen eo 120. Em lên mã 28 eo 98. Mã 28 eo 98 ạ. Mã 28 eo 98. Quần này cũng giá 200.000 nha mấy chị. Quần 7 tấc á. Mã 28 eo 98 giá là 140 luôn à. Mã 28 eo 98. Xin sẽ là coi giãn thoải mái hết nhé. Xin coi giãn thoải mái à. Mã 28 eo 98. Rồi, em lên cái mã quần 3, mã 36 eo 102. Mã 36 eo 102, cái quần này đẹp nè mấy chị. À, mấy chị nhìn phía trước nha, rồi nhìn phía sau nè. Ở phía sau thì có điểm nhấn ở quần nè mấy chị. Nhìn sang không? Cái màu này sang lắm mấy chị, màu xám lông chuột á. Cái quần sọt hiện giá 140 thôi. Cái eo là eo 102. Mã 36 eo 102. Quần phía sau điểm nhấn của nó nha. Rất là đẹp luôn, nhìn cũng logo nè. Nhìn xịn sò ha. Giá của nó là 140. Mã 36 eo 102 à. 36 và 36 eo 102.
chị nào thích thì comment cho em là cái mã, mã 36 ha. Mã 30 em 110. Đây mã 30 em 110 cũng là màu đen luôn, jean đen nhé. Jean này sẽ là co giãn hết nên mấy chị cứ thoải mái đi đứng cho em nha. Mã này là mã 30 em 110. Mã 30 em 110. Mã 30 em 110. Rồi em lên cái mã 31 em 86. Cái này là mã nhỏ mấy chị. Chị nào nhỏ nhỏ thì mua con này. Mã 31 em 86, 31 em 86. Cái này có xin coi giãn á nên xin rất là ôm mông nha. Nhìn nhỏ vô mặc vô rất là thoải mái, nó ôm mông. Eo này là eo 86, mã 31 à. 31 eo 86. Cái gì nhìn nhỏ thôi nhưng mà eo 86 lận. Nên chị biết cái mặt mấy cái quần này vô là sẽ rất là ôm người mình luôn. Rất là đẹp, ôm mông á. Nó gọn á mấy chị. Mã 31 eo 86. Dạ. Chị nào thích thì comment mã 31 nha. Mã 32 eo 94. Mã 32 eo 94. Mã 32 eo 94 à. 32 eo 94. Rồi em lên mã nè. Mã 35 eo 94 luôn. Mã 35 eo 94. Mã 35 eo 94 nha mấy chị. Mã 35 eo 94. Em qua luôn. Rồi em bây giờ em lên hai con cuối nha mấy chị nha. Hai con quần dài cuối. Quần dài là giá 200.000, quần sọt là giá 140. Mã này là mã 45 eo 94. Mã 45 eo 94 à. Xám lông chuột, cách gối hai bên nha. Quần phơm ống ôm. Phơm ống ôm tin là tin coi giãn. Tin mịn và coi giãn nha mấy chị. Đây là coi giãn thoải mái ha. Mã này là mã 45 à. Chị nào thích thì chốt liền comment cho là mã 45. Mã 45 eo 94. Eo 94 nha. Rồi em lên mã 40 eo 95. Mã 40 eo 95. Cái quần này dễ thương lắm mấy chị. Mấy chị nên mua cái quần này đi mặc chung với áo thun ba lỗ, với lại mang thêm giày bata nữa, rất là thể thao nha. Mã này là mã 40 eo 95, giá 200.000 thôi. Cái này mình có coi giãn luôn nha. Cái này giống cái kiểu này vải giả kaki với mấy chị, nhưng mà nó có khung, nó có zin, nó coi giãn nha. Nó coi giãn hết mấy chị, rất là đẹp nha. Cái này mấy chị mà thích ví dụ tập, ví dụ buổi sáng ngồi đi đâu đó, buổi sáng đi chợ đâu mà áo sơ mi cũng được, thêm giá phát lên nữa là rất là đẹp nha mấy chị. Đây là cái điểm nhấn của loại dây á, cái dây sọc này mấy chị nhìn rất là đẹp. Mã 40 eo 95. Mã 40 eo 95 giá là 200.000. Mã 40 eo 95 giá 200.000. Rồi em lên con cuối cùng. Rồi em tắt like nha mấy chị nha. Mã 33 eo 92 à. Mã 33 eo 92. Mã 33 eo 92 quần đen. Mã 33 eo 92 à. 33 eo 92. Zin là zin co giãn nha, zin co giãn nè, rất là mịn. Mã 33 eo 92. Đây zin co giãn nè, để cho mấy chị xem thoải mái chưa. Mã 33 eo 92. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em comment là mã 33 eo 92 nhé. Rồi em tắt like với mấy chị, em hẹn mấy chị ngày mai nha mấy chị nha. Ngày mai em lên tiếp nha mấy chị. Ngày mai hoặc ngày mốt thì bên em sẽ về áo len á. Có gì mấy chị canh like giúp em nha. Tạm biệt mấy chị, cảm ơn mấy chị nhiều.